Sau khi liên tục tung thính với những dòng trạng thái đầy ẩn ý suốt những ngày qua, đúng 19 giờ ngày hôm qua 25 tháng 6, Hương Giang Idol đã chính thức tung thêm một teaser trailer MV mới mang tên EHMVBTA với phong cách u tối rùng rợn, không thua kém những bộ phim kinh dị. Đoạn teaser dài 40 giây, dù không hé lộ bất cứ hình ảnh nào từ MV, nhưng chứa đựng lượng thông tin không thể đầy đủ hơn về sản phẩm được người hâm mộ kỳ vọng sẽ là phần 3 của loạt MV drama trước đó. Cũng theo thông tin từ teaser, sản phẩm lần này của Hương Giang Idol sẽ do đạo diễn Kawai Tuấn, một gương mặt khá quen thuộc với khán giả sau thành công của loạt MV top trending như Em Gái Mưa, Duyên Mình Lỡ, Đừng Hỏi Em, Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh thực hiện. Bên cạnh đó, nam chính được dự đoán sẽ gây thương nhớ cho Hương Giang sẽ là Bez Akarapon, một chàng hot boy nổi tiếng đang được yêu thích ở Thái Lan. MV mới của Hương Giang dự kiến sẽ được ra mắt vào lúc 19 giờ ngày mai, 27 tháng 6. Như vậy, đường đua V-pop mùa hè 2019 đang trở nên gay cấn và nóng hơn bao giờ hết khi những tên tuổi đình đám của làng nhạc như là Sơn Tùng MTP, Hương Giang Idol đã quay trở lại với những dự án đầy hứa hẹn.